Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 37 Thì ra là vậy, thẩm tại giã gật đầu, cảm thấy đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi y hoàn hồn lại thì cơ thể đã gần như bị tê liệt vì cái ôm của nàng. Sao nàng ôm ta chặt thế? Đào hoa vùi đầu nói, sư phụ nói đây là động tác phòng ngự, ngài sẽ không thể đánh vào đầu ta. Thẩm tại giã. Nữ nhân ngu ngốc này suốt ngày nghĩ cái quái gì vậy? Không lẽ y đường đường là một thừa tướng mà lại đi động thủ với một nữ nhân? Giận quá hóa cười, y sách nàng đặt xuống dưới đất đứng thẳng người trước nhuyễn tháp. Đừng nhây nữa, Nam Vương sắp đến rồi, ra trước cổng phủ đợi đi. Được thôi. Đào hoa gật đầu rồi co cẳng chạy ngay. Y đáng sợ đến vậy sao? Khẽ chật lưỡi, thẩm tại giã không vui đứng dậy, chỉnh lại áo choàng đi ra ngoài. Thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp, ánh nắng chiếu lên người khiến người ta có cảm giác muốn đi chơi. Chúng ta đi chơi đi. Đứng ở cổng tướng phủ, mục vô hạ thật sự đã nói câu này. Một đôi mắt trong veo nhìn đào hoa, vô cùng dịu dàng. Khương Đào Hoa ngây người, chớp mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn thẩm tại giã ở phía sau. Đi chơi, thẩm tại giã khẽ cao mày, ngài với Khương Thị. Phải, mục vô hạ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng. Sống lưng vẫn thẳng tắp, hôm nay là lễ hội mùa xuân, trên núi Nganh Tiên có hoa đào. Bổn vương muốn hỏi tướng ra cho mượn Khương Thị một ngày đi xem thử rốt cuộc hoa đào đẹp hay là mỹ nhân đẹp. Trong phủ còn cất công chuẩn bị đồ, kết quả hôm nay Nam Vương lại không thèm vào. Vậy nàng ở lại Lâm Vũ Viện nhiều ngày như vậy có ích gì? Đào hoa âm thầm thở dài, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ Chỉ một mình thiếp thân đi cùng Vương ra thì không thỏa đáng cho lắm, chi bằng dẫn theo tướng ra. Chuyện này nàng không cần lo. Liếc nhìn thầm tại giã, mục vô hạ nói, bổn vương có mang theo thị vệ, nàng cũng có thể mang theo nha hoàn, vậy là đủ để tránh bị nghi ngờ nói vậy thì đào hoa hết cách đành phải quay đầu nhìn thẩm tại giã sắc mặt thẩm thừa tướng không được tốt cho lắm nhưng vẫn phải gượng cười vương gia có chút bất mãn với vi thần phải không không có mục vô hạ rất nghiêm túc thừa tướng làm việc gì cũng đều rất tốt bổn vương sẽ không bất mãn chút nào vậy hôm nay là hôm nay bổn vương chỉ muốn trò chuyện với khương thị tướng gia đi theo sẽ khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái chi bằng cho nàng ấy một ngày rảnh rỗi đi chơi cùng bổn vương. Nói một hồi, lại nghiêm túc bổ sung, yên tâm, có vay có trả, bổn vương tuyệt đối sẽ không cướp bất cứ thứ gì của thừa tướng. Thẩm tại dạ im lặng, vê hai tay sau lưng, ánh mắt dịu dàng đậu trên người Nam Vương. Một cơn gió ấm từ cửa thổi vào khiến váy lưu tiên của Khương Đào Hoa khẽ tung bay. Nam Vương yên lặng chờ đợi, ánh mắt cố chấp một lúc lâu sau thẩm tại giã mới cười khẽ cất lời nếu vương gia đã muốn thì cứ việc đi khương thị tuy chỉ là nương tử trong phủ nhưng thật ra cũng lớn hơn vương gia mấy tuổi vương gia không cần phải chăm sóc nàng ấy ngược lại vương gia có tổn thất gì vi thần sẽ tìm nàng ấy tính sổ nam vương nhíu mày nhìn y từ trên xuống dưới nghiêm túc nói thẩm thừa tướng ngài như vậy sẽ rất không được lòng nữ nhân vương gia yên tâm tướng gia chỉ là mồm mép chua ngoa thôi ngài ấy không nỡ phạt thiếp thân đâu đào hoa quay đầu nhìn thẩm tại giã cười nịnh nọt đa tạ ân điển của gia thiếp thân đi chơi đây thẩm tại giã nheo mắt rất muốn hỏi nàng lấy đâu ra tự tin để nói rằng y không nỡ phạt nàng nhưng vì ngại nam vương nên y chỉ có thể gật đầu nhìn hai người lên xe nam vương ngày càng thông minh hơn rồi biết có những chuyện cần phải tránh y mới có thể biết được sự thật. Tuy nhiên, chiêu này nếu là nữ nhân khác thì còn có chút tác dụng, chứ người lanh lợi tựa tiểu hồ ly như Khương Đào Hoa, cho dù không ở trước mặt thì cũng sẽ không tự mình tìm đến cái chết. Xe ngựa đã đi rất xa, Thẩm Tại Dã cũng quay người trở về phủ, tiếp tục xử lý công vụ. Lần này mới gọi là rời phủ ngắm nhìn phong cảnh đại ngụy đúng nghĩa. Đào Hoa ngồi trên xe, tâm tình rất tốt ánh mắt nhìn Nam Vương cũng rất dịu dàng. Mục vô hạ bị nàng nhìn đến mức ngây người, không nhịn được hỏi, ở nhà nàng có đệ đệ? Hà, Khương Đào Hoa kinh ngạc, sao ngài biết? Vì trước đây tỷ tỷ của ta cũng thích nhìn ta như vậy. Mục vô hạ khẽ cười, chẳng trách cứ cảm thấy nàng rất thân thiết, nàng rất giống tỷ ấy. Thế à, Đào Hoa gật đầu, nhớ đến trường quyết liền mỉm cười, đệ đệ của thiếp thân cũng có vài phần giống vương gia, kiên cường chính trực, quật cường ngang bướng. Bồn vương ngang bướng sao? Mục vô hạ ngạc nhiên trước lời nói này, người khác nói bổn vương ngu ngốc. Nếu ngài thật sự ngu ngốc thì hôm nay đã không dẫn thiếp thân đi chơi. Đào hoa mỉm cười, nhìn hắn nói, muốn hỏi chuyện gì mà không thể hỏi ở tướng phủ phải không? Nam vương thu lại thần sắc, nghiêm túc gật đầu, lần này đưa nàng ra ngoài chỉ để hỏi xem thừa tướng có tiếp tục hà khắc với nàng không? Không có, đào hoa nói, lúc nãy ngài cũng thấy rồi đấy, tướng ra chỉ là mồm mép chua hoa nhưng lòng dạ mềm yếu, từ sau lần trước trở về vẫn luôn đối xử rất tốt với thiếp thân. Nói ra thì thiếp thân còn phải đa tạ ngài. Không cần phải đa tạ bổn vương. Tiểu vương ra cục mắt xuống, bàn tay đặt trên đệm ngồi khẽ khép lại, giống như đang vướng bận chuyện gì. Đào Hoa kiên nhẫn đợi, nàng biết Nam vương sẽ không chỉ vì chuyện này mà đưa nàng ra ngoài, nhất định còn có vấn đề khác. "Nàng vẫn luôn ở Lâm Vũ viện phải không?" "Đúng vậy, gần đây ra không được khỏe, thiếp thân luôn ở trong viện chăm sóc." Mục Vô Hạ gật đầu đằng hắng, trầm giọng hỏi, "Vậy nàng có biết gần đây ngày ấy ở trong phủ đã gặp những ai không?" "Vậy mà lại hỏi chuyện này?" Đào Hoa nhướng mày, chớp mắt nhìn hắn sao vương gia lại hỏi chuyện này gần đây bổn vương cảm thấy thừa tướng hành xử hơi khác thường nên chỉ muốn hỏi một chút mục vô hạ mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất căng thẳng trong mắt lại có chút áy náy cũng không nên hỏi nàng nhưng ngoài nàng ra những người khác trong tướng phủ cũng sẽ không nói cho bổn vương dù chỉ nửa lời vậy à đào hoa nghĩ ngợi giữa nam vương và thẩm tại giã có một mối liên hệ chặt chẽ bất thường nhưng trên cơ sở như vậy Nam Vương lại đang đề phòng thẩm tại dã. Vậy nàng có nên nói hay không? Thẩm tại dã chỉ bảo làm cho Nam Vương tin y đối tốt với nàng là được, chuyện này vượt quá phạm vi, mà y cũng không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào. Có lẽ y cũng không ngờ Nam Vương lại hỏi như vậy. Ngước mắt nhìn vào đôi mắt của tiểu vương gia, ở đó không có âm mưu tính kế, nhưng cũng không phải ngây thơ vô hại. Nam Vương 16 tuổi, đã hiểu đời nhưng lại không có ý định hiểu đời cùng với người khác trong lòng khương đào hoa khẽ động không khỏi nghiêng cán cân về phía hắn khẽ cất lời mấy ngày gần đây gia chỉ gặp một nam nhân béo trùm kín người lúc nửa đêm thiếp thân cũng không biết hắn là ai nhưng có thể có liên quan đến người của mạnh gia nam nhân béo mạnh gia mục vô hạ sững người ngẫm nghĩ rồi nói người béo nhất trong triều chính là mạnh thái bộc Cha ruột của mạnh chăn chăn vậy thì chẳng trách ngày hôm sau mạnh thị liền được gỡ tội hạ độc cái giá mà mạnh thái bộc phải trả chắc chắn không nhỏ đào hoa ngẫm nghĩ không khỏi biểu môi nhưng vẫn tò mò nhìn nam vương hỏi chuyện này có ảnh hưởng gì tới ngài không không có bất cứ ảnh hưởng gì mục vô hạ hoàn hồn mỉm cười nhìn nàng nhưng vẫn phải cảm ơn nàng đã chịu nói cho ta biết ơn huệ gì chứ mạng của thiếp thân là do vương gia cứu mà. Đào hoa nghiêm túc nói, nếu có thể giúp được gì, thiếp thân nhất định sẽ luôn giúp ngài, ngài cứ việc nói. Mục vô hạ ngây người, nghiêng đầu cảm khái, nàng thật sự rất giống tỷ tỷ của ta, dưới áp lực của thẩm thừa tướng nhưng vẫn sẵn sàng đứng về phía ta. Khuôn mặt hắn nhỏ nhắn non nớt, lông mi vừa dài vừa rậm, khi cười còn để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ, đào hoa nhịn không được muốn đưa tay xoa hắn. Xong, do thân phận khác biệt nên nàng chỉ có thể cung kính gật đầu. Nếu vương gia không ghét bỏ thì thiếp thân sẵn lòng luôn chăm sóc ngài như một tỷ tỷ. Đừng nghe lời của thẩm thừa tướng. Mục vô hạ đột nhiên trở nên nghiêm túc, thẳng lưng nhìn nàng. Lúc nãy ngài ấy nói bảo nàng chăm sóc ta là không đúng. Nam nhân mới nên chăm sóc nữ nhân, dù có lớn hơn ta bao nhiêu tuổi thì nàng cũng nên đứng sau lưng ta, không cần phải chăm sóc ta. Đứa trẻ này thật có khí khái nam nhi làm sao?" Khương Đào Hoa nghe mà cảm động vô cùng, không khỏi đưa tay véo mặt hắn, ánh mắt yêu thương, "Nhưng vương gia à, ngài mới 16 tuổi thôi, chưa đầy 20, chưa tính là nam nhân." Chương 38. Trên mặt vẫn còn có chút tức giận, nghe nàng nói như vậy, Mục Vô Hạ bỗng cảm thấy xấu hổ, quay đầu nhìn ra ngoài. Đổi sang đề tài khác, xe không lên được núi nghênh tiên lát nữa chúng ta phải tự leo lên ánh mắt này là xấu hổ đúng không đào hoa nhìn mà kinh ngạc lại càng mềm lòng hơn sau một thời gian dài đối phó với một kẻ nham hiểm và tinh vi như thẩm tại giã người có tính tình chân thật như nam vương lại đặc biệt quý giá được nàng đáp lát nữa chúng ta sẽ từ từ leo lên nói ra thì cũng thật kỳ lạ hai người họ thân phận khác biệt cũng không phải rất thân thiết nhưng khi ở bên nhau lại không hề khó xử mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Dọc đường đi đào hoa luôn phân tích nguyên nhân, cuối cùng đi đến kết luận, có lẽ nàng và vị tiểu vương gia này có duyên với nhau. Đây là ngọn núi Phụ Hoàng thích nhất, thỉnh thoảng sẽ vi phục lên núi chơi. Xuống xe ngựa, Mục Vô Hạ vừa đi vừa giới thiệu với đào hoa, nơi cao nhất trên núi là một ngôi chùa, mùa xuân sẽ tổ chức lễ hội hoa đào phần lớn quý nhân trong kinh thành sẽ lên tham quan, rất là náo nhiệt. Đào hoa gật đầu, hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí bên ngoài còn trong lành hơn cả trong phủ thừa tướng. Bên kia là gì? Đi ngang qua một khu rừng tươi tốt, đào hoa tò mò hỏi, những chỗ khác trên đường có rất nhiều người, đằng kia trông rất thoải mái, nhưng sao không có người đến nghỉ ngơi? Mục vô hạ quay đầu lại nhìn, bên kia là rừng rắn, là nơi đích thân phụ hoàng khoanh lại, không phải hoàng thân không được phép vào. Trong đó có đủ các loại rắn độc mà phụ hoàng thích. Cái gì? Khương Đào Hoa kinh ngạc, đương kim thánh thượng thích rắn độc. Đúng vậy, mục vô hạ hơi mím môi, ta cũng không hiểu vì sao phụ hoàng lại thích những thứ hiểm độc đáng sợ như vậy. Nhưng nếu nàng cũng muốn xem thì chúng ta có thể đi vào từ con đường nhỏ bên cạnh, ở đó không có ai canh. Không cần không cần, thiếp thân sợ rắn. Khóe miệng đào hoa giật giật, liếc nhìn rừng rắn, hỏi bằng giọng điệu kỳ lạ, hoàng thượng cũng rất thích thẩm tướng phải không? Tất nhiên, mục vô hạ nói, phụ hoàng coi trọng thẩm thừa tướng nhất, có khi còn đối xử với ngài ấy tốt hơn cả cảnh vương huynh. Chẳng trách bản thân thẩm tại dã cũng là một con rắn độc. Đúng là lấy lòng thánh thượng mà. Đào hoa bĩu môi, tiếp tục cùng tiểu vương gia đi lên núi. Càng đến gần chùa càng đông, xung quanh có rất nhiều người nhận ra Mục vô hạ, khẽ cúi đầu tỏ ý. Vòng ra phía trước là tới. Tiểu Vương gia vừa chào lại người ta vừa nói, rừng đào phía sau chùa chỉ dành cho hoàng thân, ở đó ít người hơn. Ưm, ừ, Đào Hoa cố gắng cúi đầu, đi theo Nam Vương với tư thế đoan lễ của nha hoàn, để tránh bị người ta chú ý. Khó khăn lắm mới vượt qua được ngôi chùa đông đúc phía trước nàng đang định thở phào thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vô hạ cũng đến à. Nam vương quay lại, nhìn người đang đi về phía mình ở đằng kia, mỉm cười gật đầu, cảnh vương huynh. Hôm nay mục vô ngần cũng nhân dịp đẹp trời ra ngoài đi chơi, không ngờ lại gặp Nam vương. Hắn đối với du vương tràn đầy tính toán, đối với hằng vương thì ra sức chèn ép, nhưng đối với nam vương nhỏ tuổi và không gây nguy hiểm này thì thỉnh thoảng hắn cũng có sự chiều mến của một huynh trưởng. Lông tơ toàn thân Khương Đào Hoa dựng đứng, không kịp giải thích gì với Nam Vương, liền quay đầu bỏ chạy trước khi cảnh Vương nhìn rõ mặt nàng. Nếu gặp phải là toi, vốn tưởng nàng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại mục vô ngần, kết quả lại xui xẻo đến mức này, ra khỏi cửa quên xem hoàng lịch hay gì. Kẻ nào! vừa thấy có người bỏ chạy cảnh vương liền quát đứng lại nam vương giật mình quay đầu ngơ ngác nhìn bóng lưng đào hoa điên cuồng bỏ chạy nhất thời không hiểu sao nàng lại bỏ chạy vãn phong bắt nó về cho ta cảnh vương trầm giọng lén la lén lút nhất định không phải là người tốt vâng hộ vệ bên cạnh đáp lời nhanh chóng đuổi theo mục vô hạ đứng im bất động suy nghĩ một lúc rồi cười hỏi Hoàng Huynh sao vậy? Căng thẳng thế, hội chùa này người đến người đi, có người bỏ chạy chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Đừng làm cô nương người ta sợ. Nhìn chằm chằm bóng người đã đi xa đó một lúc, mục vô ngần mới đảo mắt nhìn hắn nói, bổn vương cảm thấy người kia hơi quen, đệ có quen không? Mục vô hạ khẽ mím môi, lắc đầu, không quen, chắc là đi theo đệ vào nhầm đình viện của hoàng thân, tưởng mình phạm tội nặng nên mới bỏ chạy vậy à mục vô ngần gật đầu vỗ vai hắn nói để chơi trước đi hoàng huynh đi xem thử nói không chừng à chính là người ta luôn tìm kiếm mục vô hạ gật đầu nhìn cảnh vương đuổi theo ra ngoài mới ra lệnh cho người bên cạnh đi nghĩ cách ngăn họ lại vâng vốn dĩ là đào hoa kéo thanh đài bỏ chạy nhưng vì người phía sau chạy nhanh quá nên thanh đài trực tiếp vác chủ tử lên bay qua mái hiên trèo tường ra khỏi chùa những người phía sau đã đuổi kịp, nhưng đám người bên ngoài quá náo nhiệt nên nhất thời không tìm thấy người đâu. Trời ạ, à, Đào Hoa hồi hộp, đây là đang liều mạng đó, bị bắt được sẽ chết. Thanh Đài chạy mau. Thanh Đài thở dốc, từ từ đặt nàng xuống, có phải dạo này người mập lên không? Nô Tỳ hết sức rồi. Khương Đào Hoa. Dạo này liên tục bồi bổ, hình như đúng là có mập lên, không còn mảnh mai như trước nữa người đi trước, nô tỳ sẽ nghĩ cách chặn họ từ phía sau. Cởi áo khoác vứt đi, thanh đài mặc váy bên trong nói, bọn chúng cũng chưa nhìn thấy mặt nô tỳ, chắc chỉ nhận biết y phục thôi, nô tỳ sẽ không sao đâu. Được, đào hoa ngẫm nghĩ rồi xách váy lên, tiếp tục chạy băng băng về phía trước. Ngọn núi này rất lớn, nàng cũng không biết đường nên chỉ có thể rẽ đông rẽ tay theo cảm tính điều tệ hơn là những kẻ truy đuổi nàng dường như rất cố chấp như thể không bắt được nàng thì không dừng lại bắt đầu tản ra bốn phía từ đỉnh núi lục soát từng chút một phải tàn nhẫn như vậy sao đào hoa muốn khóc nhưng không có nước mắt cố gắng tìm đường xuống núi đằng kia bên trên đột nhiên có tiếng hét lớn khương đào hoa ngẩng đầu lên thì thấy một người có đôi mắt sắc bén đang đứng trên cao nhìn thấy nàng rồi sắp mất mạng rồi nàng cắn răng, sách váy chạy vào trong rừng. Rừng cây càng lúc càng rậm rạp, tiếng truy đuổi phía sau không ngừng nghỉ, đào hoa cũng không dám dừng lại. Một lúc sau, phía trước xuất hiện một bức tường, nhìn trái nhìn phải, nhất thời không phân biệt được bên trong bức tường này là nhà hay là thứ gì, dứt khoát leo lên. Trốn vào trong tường, lắng nghe âm thanh bên ngoài càng ngày càng gần, khương đào hoa không dám thở mạnh, nhắm chặt mắt lại đi đâu rồi không có ở đây tiếp tục đuổi theo xuống dưới ồn ào một lúc tiếng bước chân dần xa dần cuối cùng trái tim nàng mới có thể quay trở lại vào bụng từ từ mở mắt ra vèo trước mặt là một con rắn có hoa văn đen trắng đang mở to đôi mắt đen tròn phun nọc độc về phía nàng đồng tử co lại đào hoa trợn to hai mắt miệng từ từ há ra tiếng hét bị kẹt ngay trong họng rắn Đúng lúc nàng định hét lên thì bên cạnh có người nhún mình nhảy xuống bế nàng lên, vùng kiếm chém đứt ngay tim con rắn. Trước mắt trở nên xám xịt, Khương Đào Hoa sợ tới mức toàn thân run rẩy, tóm lấy áo của người này, nuốt nước bọt một lúc lâu mới tìm được giọng nói, rắn. Dừng rắn. Mục vô hạ cao mày, để mặc cho nàng ôm mình, thở dài, nàng chạy cũng giỏi thật, chạy thẳng vào bãi rắn luôn. Rắn ở đây vô cùng quý giá, Thỉnh thoảng hoàng đế sẽ chọn một vài con đưa vào cung chơi mấy ngày. Thông thường khi hoàng thân tới thì cũng chỉ ngắm nhìn ở đài xem rắn, ai ngờ nàng lại hoảng sợ đến mức không chọn đường như vậy. Nhưng may mắn thay, nàng đã chọn con đường không có người canh gác, nếu không tự ý xông vào rừng rắn sẽ mang tội danh rất lớn. Bên bên kia lại đến nữa. Đầu óc đào hoa trống rỗng, chỉ thấy dưới đất toàn là rắn, co rúm người sau lưng nam vương lúc này cũng không thể gọi người mục vô hạ trầm giọng bổn vương bảo vệ nàng nàng mau leo ra ngoài đi đào hoa gật đầu cố gắng quay người định trèo tường nhưng thiếp thân chân yếu không trèo lên được cảm nhận được tính công kích của họ những con rắn độc khác trong sân chậm rãi di chuyển về hướng này một con rắn có hoa văn cực đẹp đột nhiên dựng đứng người bổ nhào về phía mục vô hạ mục vô hạ mím môi không hề hoảng sợ, ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhắm ngay tim con rắn, vùng kiếm về phía nó. Máu rắn bắn tung tóe, vẻ mặt mục vô hạ cũng thoáng nặng nề, nàng bình tĩnh lại, ra ngoài nhanh lên, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn bị rắn cắn. Được, Đào Hoa hít sâu một hơi, cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng sau lưng, mượn hòn đá dưới chân trèo lên tường. Vừa vung trường kiếm, lắng nghe động tĩnh phía sau đã đi xa. Mục vô hạ cũng quay người lại trèo lên tường. Xong, ngọc bội trên thắt lưng bị mắc vào mái hiên tường và rơi xuống bãi cỏ trong góc sân rắn. Hai người đều căng thẳng tột độ, cũng không phát hiện ra đánh rơi thứ gì. Vừa ra khỏi sân rắn, mục vô hạ liền kéo đào hoa chạy điên cuồng. Loạn choạng tìm được nơi đỗ xe ngựa, thanh đài cùng đám hộ vệ đi theo Nam Vương đều đã chờ sẵn ở đây. Hàng người không dừng lại dù chỉ nửa khắc, vội vàng rời đi. Nàng quen cảnh vương huy nga. Nam vương thở dốc, hỏi nhỏ. Sắc mặt Đào Hoa tái nhợt, thở dài, chuyện nói ra dài dòng lắm. Nếu ngài thật sự muốn biết thì có thể về hỏi tướng ra. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 39. Đào Hoa ngây người, ngơ ngác nhìn hắn. Trên mặt đứa trẻ này không chút do dự, chỉ vì nếu nàng bị giáng tội thì sẽ càng khó sống, cho nên dù chỉ là muốn cứu nàng hắn cũng sẵn lòng gánh chịu hậu quả. Quả thật có chút ngốc nghếch, chuyện này nếu là thẩm tại dã thì y nhất định sẽ không chút do dự đẩy nàng ra ngoài để nàng gánh toàn bộ tội danh, còn mình thì đứng bên cạnh mỉm cười phun nọc độc. Rốt cuộc Nam Vương có bao giờ nghĩ đến chuyện nếu không được hoàng thượng sủng ái mà lại phạm tội giết rắn nữa, lỡ bị đuổi khỏi kinh thành thì phải làm sao? Tại sao vương gia lại bảo vệ thiếp thân như vậy? Đào Hoa không khỏi đặt câu hỏi mục vô hạ thản nhiên nhìn nàng bởi vì ta là nam nhân nàng là nữ nhân xảy ra chuyện không có lý do gì để nữ nhân chịu tội chuyến đi chơi hôm nay là bồn vương chủ động mời nàng vì vậy có vấn đề gì thì đó đều là trách nhiệm của bồn vương đàn ông quá nam vương thật sự là một người đàn ông chứ không phải một đứa trẻ đào hoa cảm thấy trong lòng vừa ấm áp vừa cảm động nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trong lòng thầm đưa ra một quyết định. Phủ thừa tướng Thẩm tại giã vẫn đang ở thư phòng xử lý công văn, bỗng nhìn thấy chạm lư chạy vào nói, chủ tử, xảy ra chuyện rồi. Y giật mình, ngẩng đầu lên cau mày, sao thế? Nam Vương và Khương Thị đụng phải cảnh Vương, lúc Khương Thị bỏ chạy đã đi nhầm vào rừng rắn. Chạm lư nói nhanh như gió, Nam Vương đã giết chết con rắn, hai người đang trốn về, đã sắp đến cửa hông tướng phủ rồi. Không ai bị thương chứ? Thẩm tại giã hỏi. Chạm lư lắc đầu. Vậy thì tốt. Thẩm tại giã đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Khương đào hoa loạn choạng bước vào cửa, suýt thì té ngã. Mục vô hạ vội đưa tay kéo nàng, khẽ cười, lần trước bị thương nặng như thế nhưng cũng không thấy nàng hoảng sợ như vậy. Đào hoa cười khan, thầm nghĩ rắn độc trong tướng phủ không dễ đối phó bằng rắn trong vườn rắn, nàng không hoảng mới lạ. Đa tạ vương gia. Mục vô hạ gật đầu, há miệng định nói nữa nhưng lại nghe thấy giọng nói nghiêm túc của thầm tại dã cách đó không xa truyền đến, vào phòng nói chuyện. Cơ thể cứng đờ, đào hoa nghĩ bụng tin tức của người này cũng nhanh nhạy quá đi, mới đó mà đã biết bọn họ gặp chuyện rồi. Chột dạ nhìn nam vương, nhưng vị tiểu vương gia này lại rất bình tĩnh, nàng nghỉ ngơi đi bổn vương đi nói rõ ràng với tướng ra không cần thiếp thân vẫn nên đi cùng thì hơn đào hoa nói nếu như không đi hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn thẩm tại giã nhất định sẽ chụp tội nàng mê hoặc nam vương tìm người gánh tội thay để tránh bị chỉ trích so ra thì thà bị mắng còn hơn mục vô hạ sững người suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý hai người cùng đi vào phòng bên cạnh sắc mặt thẩm tại giã vô cùng khó coi vừa thấy họ đi vào liền trừng mắt với đào hoa lúc đi ta đã dặn nàng thế nào đào hoa cười khan bước tới nói việc này thật sự không trách thiếp thân được ai biết đại ngụy lại nhỏ như vậy vừa ra ngoài đã đụng phải cảnh vương đụng phải hắn đúng là nàng nên chạy thẩm tại giã cao mày nhưng nếu liên lụy buộc nam vương phải giết rắn để cứu nàng thì nàng nên giải thích với ta thế nào đây còn giải thích thế nào nữa? Đây đều là định mệnh mà. Lần đầu tiên nàng đi núi nganh tiên, lại không biết đường, ai mà biết cứ chạy mãi lại chạy vào rừng rắn. Tạo hóa treo ngươi, cũng đâu trách nàng được đúng không? Ra bớt giận, đào hoa cúi đầu, chuyện đã như vậy rồi, giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng, chi bằng nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào. Mục vô hạ đứng một bên, cúi đầu sờ thắt lưng mình, khẽ kêu một tiếng, tiêu rồi. Thẩm tại giã và đào hoa đều nghiêng đầu nhìn hắn, mục vô hạ cau mày, sờ đai thắt lưng trống không nói, minh bội của bổn vương mất rồi. Minh bội, đào hoa mù mịt là cái gì? Hoàng tử đại ngụy sau khi sinh ra đều sẽ được ban cho minh bội. Thẩm tại giã xa sầm mặt, trên đó khắc tên và bát tự sinh thần của hoàng tử, tượng trưng cho thân phận. Hít vào một hơi khí lạnh, đào hoa mở to hai mắt, không phải rơi ở vườn rắn rồi chứ. Chạm lư, đi tìm. Thẩm tại giã lập tức ra lệnh, chạm lư nhanh chóng nhận lệnh rời đi. Mục vô hạ mím môi, ngẩng đầu nhìn y, nếu đúng là như vậy thì cũng không còn cách nào đâu. Đào hoa cau mày, đầu óc đã nhanh chóng xoay chuyển, hôm nay chúng ta đã gặp cảnh vương đúng không? Đúng vậy, mục vô hạ khó hiểu nhìn nàng, vậy thì sao? Khương đào hoa vuốt tay áo, khẽ nói không sao cả thiếp thân chỉ buột miệng hỏi vậy thôi chuyện đã đến nước này chúng ta đứng đây cũng vô ích vương gia nên về phủ trước thì hơn nhưng mà về nghỉ ngơi trước đi thẩm tại giã cũng lên tiếng trông vương gia rất mệt y phục dính bụi cả rồi cúi đầu nhìn bản thân hơi nhếch nhác tiểu vương gia suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý vậy bổn vương về trước cung tiễn vương gia Khương Đào Hoa và Thẩm Tại Giã Đồng Thanh nói. Mục vô hạ nghi hoặc liếc nhìn hai người, quay người bước ra ngoài, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Vừa rồi hai người họ hình như cũng không nói gì, nhưng khoảnh khắc ấy họ giống như đã đạt được thỏa thuận gì, khí chất trên người rất hài hòa. Là hắn bị ảo giác sao? Cổng chính đóng lại, Khương Đào Hoa liền quay đầu quỳ xuống trước mặt thẩm tại giã, thiếp thân bằng lòng đoái công trục tội, cho ra một chủ ý thẩm tại giã khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, nhìn nàng giọng lạnh lùng, nói nghe thử. Bên ngoài ánh nắng vẫn đang rực rỡ nhưng trong gian phòng này gió lại lạnh cóng. Sau khi nói chi tiết suy nghĩ của mình cho y nghe, đào hoa cảm nhận rõ rệt rằng y đã đồng ý, bầu không khí xung quanh trở nên ôn hòa hơn, trong phòng cuối cùng cũng nhìn thấy ánh nắng. Có thể thử xem, y nói, nhưng sao nàng lại muốn làm chuyện này? Khương đào hoa ngước mắt, nghiêm túc nói vì thiếp thân nợ nam vương một ân tình nếu như không trả thiếp thân sẽ cảm thấy rất áy náy không phải nàng cũng nợ y một ân tình sao sao không thấy nàng áy náy thẩm tại giã cười nhạo cũng không thèm tranh cãi với nàng chỉ nói nếu nàng thật sự muốn giúp nam vương thì đó là chuyện tốt nhưng nếu ta phát hiện nàng có mảy may ý đồ bất chính đừng trách ta lòng dạ độc ác thiếp thân hiểu mà đào hoa cúi đầu được rồi đứng dậy đi có cách giải quyết rồi nên tâm trạng thẩm tại giã cũng nhẹ nhàng hơn y liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng đưa tay ngoắc nàng lại đây đào hoa ngây người vội vàng đứng dậy nhanh chóng nhào vào lòng người ta ôm chặt eo thẩm tại giã run lẩy bẩy bộ dạng vô cùng đáng thương y chưa kịp nói nửa câu sau ngồi xuống đây thì đã thấy nữ nhân này ôm mình lần nữa thẩm tại giã mím môi, cúi đầu nhìn nàng hỏi. Nàng sợ thật à? Có thể thiếp thân sẽ gặp ác mộng trong mấy ngày tới. Đào hoa méo máu, nói khẽ, quá đáng sợ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì thẩm tại giã vẫn đẹp hơn rắn độc rất nhiều. Ít nhất nàng sẽ không bị dọa sợ chết khiếp ngay khi mở mắt ra. Đưa tay tính vỗ lưng nàng, nhưng nghĩ tới đây, thẩm tại giã lại đặt xuống, chán ghét nói, biết là sợ nhưng chán không có mắt à mà cắm đầu chạy vào rừng rắn mắt ngài mọc trên chán sao đào hoa tức giận căn phòng lại yên tĩnh một lúc hi hi cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không ổn đào hoa đưa tay tự vả miệng mình ngẩng đầu nhìn y thiếp thân chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu ra đừng để trong lòng cãi lại y quen thói rồi nhỉ thẩm tại giã cười lạnh đưa tay định gỡ nàng ra đừng đừng đừng, để thiếp thân ôm thêm một lát. Đào hoa vội vòng tay chân quấn lấy người y, đáng thương nói, ôm ngài sẽ khiến thiếp thân yên tâm hơn. Trong lòng thoáng rung động, thẩm tại dạ rũ mắt hỏi nàng, ôm ta là nàng sẽ không sợ rắn nữa. Đương nhiên, đào hoa trả lời vừa nhanh vừa kiên quyết. Khóe miệng hơi nhếch lên, tâm trạng thẩm thừa tướng rất tốt, tiếp tục hỏi, tại sao? Là vì y cao lớn cường tráng, hay là vì y có năng lực bảo vệ người khác không chút sơ hở khương đào hoa cười tô tuết nói rất nghiêm túc bởi vì có lẽ ngài là xà vương bắt giặt phải bắt kẻ cầm đầu trước ôm ngài con rắn nào chán sống còn dám cắn ta thẩm tại giã ngây người khi định thần lại cả khuôn mặt đều đã sa sầm khương đào hoa ta thấy nàng khá là chán sống rồi đấy dám nói y là vua rắn độc À, hát 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 cảm thấy y đứng dậy, Đào Hoa vội ôm y chặt cứng như thể sắp chết đến nơi, xin ra bớt giận. Thiếp thân đang khen ngài đó. Hoàng thượng của chúng ta không phải thích rắn nhất sao? Thẩm Tại Dã đưa tay ra, Khương Đào Hoa ôm lấy tay y, càng quấn chặt người y hơn, ngài không thể thô lỗ với thiếp thân như vậy. Dịu dàng chút đi. Chương 40. Y không nói thì không cảm nhận được nhưng khi nhắc đến đào hoa liền cảm nhận được thắt lưng hình như đang đau thật vội buông y ra rồi nhảy xuống trốn sang một bên vén áo lên xem thử một vết sẹo lớn nhìn như con rết đã chuyển sang màu đỏ nhạt nhưng vị trí chính giữa có lẽ hôm nay bị kéo căng nên có vết máu mờ nhạt đào hoa méo máu quay đầu nhìn thẩm tại giã, nể tình thiếp thân thảm như thế này để thiếp thân nghỉ ngơi nhé ta đâu nói là không để nàng đi Chính nàng ôm ta không chịu buông đấy chứ." Thẩm Tại Dã ngó nàng, "Chuyện nàng nói ta sẽ chuẩn bị, tạm thời nàng hãy trốn kỹ, đừng để Cảnh Vương đụng mặt nữa." Thiếp thân hiểu rồi, Đào Hoa bình tĩnh lại, cười dạng dỡ hành lễ rồi lui ra ngoài. Thật ra Thẩm Tại Dã cũng không hung dữ như vẻ ngoài, mặc dù đôi khi trông rất đáng sợ nhưng cũng không thật sự muốn đánh nàng, còn để cho nàng khua môi múa mép. Cái người cười giả tạo muốn giết nàng lúc đầu dường như chẳng liên quan gì đến y. Có phải vì nàng quá đẹp nên bây giờ y đã động lòng rồi? Suy nghĩ này vừa nảy ra, Đào Hoa liền tự vỗ gáy mình một phát. Suy đoán một con rắn độc bằng tâm tư của một cô gái nhỏ như vậy sẽ chết còn nhanh hơn là treo cổ tự tử. Nguyên nhân thật sự chắc là chú ý lúc nãy của nàng thật sự có ích với y và Nam Vương nên tâm trạng của gia mới tốt hơn mà bao dung nàng một chút. Ô, oh, Khương nương tử. Phía trước vang lên một giọng nói, sao người lại tới viện bên này? Đào Hoa giật mình, dừng lại ngẩng đầu lên thì thấy Liễu thị đang vặn vẹo cái eo thon nhỏ, thướt tha đi đến trước mặt nàng, ngước mắt nhìn nàng. Trang điểm nhẹ nhàng quá, suýt thì thiếp thân nhận không ra. Người không nhận ra càng tốt, Đào Hoa nghĩ thầm, hôm nay vào sinh ra tử mệt nửa ngày trời, ai còn lòng dạ nào ứng phó với nàng ta chứ? Sao Liễu thị y cũng ở đây?" Đào Hoa hỏi ngược lại, tiếp tục đi về phía trước. Liễu Hương Quân đi theo bên cạnh nàng rất tự nhiên, cười nói, thiếp thân đang định ra ngoài mua đồ bổ cho Cố tỷ tỷ, vừa đi tới đây thì gặp người. Nếu đã có việc thì thị y đi đi, ta cũng phải về nghỉ ngơi rồi." Đào Hoa cười nhẹ, gật đầu chào tạm biệt nàng ta. Xong, Liễu thị giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bám lấy nàng hiếm khi có cơ hội nói chuyện riêng với nương tử, mua đồ bổ cũng không phải là việc gấp gáp nhất. Ngươi muốn nói gì? Khương Đào Hoa cục mắt, đi thẳng vào vấn đề, không thèm vòng vo với nàng ta. Liễu thị mím môi, nhìn xung quanh, ghé sát vào người nàng thì thầm, người khác không biết, nhưng trong lòng thiếp thân biết rất rõ, trong bụng cố tỷ tỷ rất có khả năng có thứ gì đó. Ồ, đào hoa gật đầu, Liễu Hương Quân vốn đang hy vọng nàng sẽ có chút phản ứng, nhưng thái độ thờ ơ này gần như khiến nụ cười trên mặt nàng ta biến mất. Nương tử không lo sao? Lo cái gì? Nếu người con đầu tiên của tướng phủ được cố thị sinh ra thì chẳng phải những người đang được sủng ái như mấy người sẽ mất đi ân sủng sao? Khương Đào Hoa liếc nàng ta một cái, cảm thấy đầu óc của cô nương này có lẽ không đủ dùng. Cố thị sinh con, tại sao ra lại không sủng ái bọn ta nữa? nàng nói cho dù cố thị phú quý nhờ con thì cùng lắm cũng được nhiều ân sủng hơn trước đây một chút cũng không thể khiến ra ở mãi chỗ nàng ta được huống hồ thẩm tại dã hình như cũng không thích đứa bé trong bụng cố thị cho lắm không thể nói như vậy được liễu thị vặn eo che miệng nói khẽ trong viện này ai mà không muốn ngồi vào vị trí phu nhân cố thị cũng là nương tử giống như người một khi có con trai thì sẽ lập tức đạp lên đầu người người không lo sao đúng thế ta không lo đào hoa cười nhạt nghiêng đầu nhìn nàng ta thì ngươi lo cái gì ta liễu thị cứng người sắc mặt cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc cau mày nói thiếp thân thấy nương tử có vẻ rất được lòng ra muốn tốt cho người nên mới đến nhắc nhở vài câu nếu người không lo thì thiếp thân cũng không còn gì để nói nữa xin cáo lui đi thong thả đào hoa quay đầu tiếp tục trở về tranh xuân các. Thanh Đài đi theo bên cạnh, quay lại nhìn Liễu thị mấy lần, không khỏi thấp giọng hỏi, Liễu thị y đang muốn làm gì vậy? Không phải rất thân với Cố thị sao? Còn có thể làm gì nữa? Rõ ràng nàng ta không muốn nhìn thấy Cố thị một bước lên mây nên mới vội vàng tìm chướng ngại vật. Đào Hoa cười khẽ, tình bạn nhiều năm vẫn không bằng vinh hoa phú quý. Tội nghiệp Cố thị e rằng đến gần đây mới biết được tỉ muội của mình rốt cuộc là người như thế nào. Gia thế liễu hương quân không gọi là quá tốt, lại chỉ là con vợ lẽ, về cơ bản không có cơ hội trèo cao nên chỉ có thể dựa vào người khác, thuận thế vươn lên. Nhưng người nàng ta chọn để dựa dẫm chắc chắn không phải là cố thị, cho nên đã mượn tình nghĩa tỉ muội để dẫm đạp người ta trước khi trở mặt. Loại nữ nhân như vậy là đáng sợ nhất, lòng dạ nhỏ nhen, miệng lưỡi khôn khéo, nói vài ba câu là có thể gây mưa gió ở hậu viện, khiến người ta không được yên ổn. Thanh đài cao mày, vẻ mặt lo lắng, hậu viện này không có ai là dễ đối phó cả, chủ tử. Đào hoa hơi khựng lại, quay đầu nhìn nàng ta, ngươi đang lo lắng cho ta. Thanh đài sừng sốt, cúi đầu suy nghĩ, có lẽ thay vào đó nàng ta nên lo lắng cho chủ tử nhà người khác, họ đều là những người dễ đối phó còn chủ tử nhà mình thì chắc chắn là khó đối phó hơn người khác. Nô tỳ nghĩ nhiều rồi, chúng ta về trước đi. Khương Đào Hoa không hướng đến hậu viện, đây cũng chỉ là nơi nghỉ ngơi tạm thời mà thôi. Chỉ cần trước cửa nhà mình không có tuyết là được, cần gì phải quan tâm xương trên ngói nhà người khác. Rắn trong vườn rắn bị giết, người nuôi rắn sợ chết khiếp, lập tức tìm kiếm dấu vết trong vườn và tìm được minh bội của Nam Vương lúc chạm lư đến nơi thì đã quá muộn, người nuôi rắn đã nhanh chóng truyền tin về Hoàng Cung để bảo vệ mạng sống. Nô tài vô dụng, chạm lư quỳ xuống trước mặt thẩm tại giã, trong cung chỉ có thể tạm thời phong tỏa tin tức, nhưng Hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ hay chuyện. Thẩm tại giã mím môi, trong mắt hiện lên một tia hắc ám, một lúc sau mới nói, mời Nam Vương tới biệt uyển, lập tức. Vâng nếu đã không thể giấu được thì sẽ có cách ứng phó với việc không thể giấu. Thẩm tại dã đứng dậy, thay y phục đến tranh xuân các lôi khương đào hoa đang dùng bữa tối ra ngoài, đi thẳng đến cửa hông. Ra, thiếp thân còn chưa đặt bát xuống nữa. Đào hoa bị y lôi đi, tay còn đang cầm bát cơm mới ăn một nửa, ngài không thể chậm lại một chút sao? Không thể, bây giờ nàng nhất định phải đi bước đầu tiên để đoái công chuộc tội. Thẩm tại dã khẽ cau mày, thấp giọng nói, Nam Vương tính tình kỳ quái, vô cùng cố chấp, nếu nàng không thể thuyết phục được ngài ấy nghe lời ta thì chúng ta cũng sẽ không thành công ở những chuyện tiếp theo. Thiếp thân hiểu rồi, đào hoa gật đầu, lại lùa một ngụm cơm vào trong miệng, sau đó vứt bát đũa rồi lên xe ngựa. Bề ngoài, Nam Vương và Thừa Tướng chỉ gặp nhau mỗi tháng một lần, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt như bây giờ, hai người sẽ gặp nhau ở một biệt uyển. Khi thẩm tại giã và đào hoa bước vào, Nam Vương đã đến, đang ngồi trong đình vuốt ve chén trà. Nghe thấy tiếng bước chân thì ngước lên nhìn họ và hỏi thẳng. Sự việc không giấu được. Vâng, thẩm tại giã ngồi xuống trước mặt hắn, nghiêm túc nói, nếu vương gia nhận tội thì với tính khí của hoàng thượng, nhất định sẽ bị phạt nặng. Bị phạt nặng không ở đây đơn giản chỉ là đánh gậy và khấu trừ tiền lương, nam vương trước giờ không được sủng ái, để mắt không thấy tâm không phiền, hoàng thượng rất có thể sẽ đuổi hắn ra khỏi quốc đô, đến lúc đó muốn quay về sẽ rất khó. Mục vô hạ gật đầu, lỗi là do bổn vương gây ra, nếu phụ hoàng thật sự tức giận, vậy thì cũng chỉ đành chấp nhận, tìm lối thoát khác. Thẩm tại giã cao mày, vi thần hy vọng vương gia sẽ thả chết cũng không nhận chuyện này, hãy nói là đi ngắm hoa đào, minh bội không biết vì lý do gì mà biến mất. Ngài muốn bổn vương nói dối. Mục vô hạ mím môi, nếu nói như vậy, lại tính đẩy tội danh cho ai gánh. Đương nhiên là cảnh vương. Thẩm tại giã nói, hôm đó chỉ có ngài và cảnh vương ở núi Nganh Tiên. Theo lý mà nói, cũng chỉ có hai người mới có thể vào rừng rắn. Thế lực của cảnh vương được coi là mạnh nhất trong số các hoàng tử. Chút lỗi nhỏ này sẽ không làm gì được hắn. Mục vô hạ lặng lẽ nhìn y một lát, nghiêng đầu hỏi cùng lúc với bảo vệ bản thân thì phải dẫm lên người khác sao thẩm tại giã mím môi cá lớn nuốt cá bé mạnh thắng yếu thua đây vốn là quy định trong triều giã nếu ngài vẫn còn cố chấp không tỉnh ngộ thì con đường phía trước sẽ càng chắc trở hơn cảnh vương huynh không có phạm lỗi gì cũng không có đối xử tệ với ta mục vô hạ nói tự dưng bảo ta đổ tội cho huynh ấy ta sợ tối sẽ ngủ không ngon thà ngủ không ngon còn hơn là mất mạng. Thẩm tại dã cao mày, tin tức trong cung tạm thời đã bị trấn áp, nhưng sẽ không kéo dài quá lâu, có lẽ ngày mai hoàng thượng sẽ biết chuyện và nổi trận lôi đình. Ngài nên chuẩn bị sớm đi. Tiểu vương ra cao mày, nhìn thẩm tại giã với ánh mắt không thiện cảm, gai góc toàn thân như dựng đứng lên, muốn phản kháng. Đào hoa ở bên cạnh nhìn, thấy thời cơ đã đến, liền nói, Gia lo lắng trong ngoài chắc hẳn đã mệt rồi, chi bằng hãy để thiếp thân nói chuyện với vương gia, được không? Nam vương sửng sốt, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy đào hoa đang mỉm cười với mình. Được, thẩm tại giã gật đầu đứng dậy, vi thần cũng không được khỏe cho lắm, sẽ sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát, hai người nói chuyện xong sai người thông báo một tiếng là được. Tuân mệnh, đào hoa gật đầu, nhìn y rời đi rồi mới quay đầu nháy mắt với tiểu vương gia. Thiếp thân có một cách hay, vương gia có muốn nghe không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 41. Tiến tới xác nhận, vẻ mặt của tiểu vương gia lập tức càng ôn hòa hơn, thì ra nàng cũng cảm thấy như vậy. Vâng." Đào Hoa gật đầu nhỏ giọng nói, chủ ý của thiếp thân là ngài có thể một mực khẳng định chưa từng tới vườn rắn, nhưng chúng ta cũng không cần phải đổ tội cho cảnh vương. Trận chiến tranh giành ngôi thái tử đã bắt đầu. Vương gia hoàn toàn có thể lợi dụng cuộc chiến này làm vỏ bọc để thoát khỏi tình thế. Mục vô hạ nhất thời không hiểu, nếu bổn vương thoái thác trách nhiệm, chẳng phải nhất định sẽ có người phải chịu thiệt sao? Đào Hoa cười lắc đầu, trên đời này không phải chuyện gì cũng không đúng thì sai mà luôn có chỗ để xoay chuyển. Tỷ như không ai biết ngọc bội của ngài sao lại rơi ở vườn rắn, cũng không ai biết rốt cuộc cảnh vương đang phái người truy đuổi ai. Càng nghe càng thấy mơ hồ. Mục vô hạ ngơ ngác nhìn nàng, vậy là ý gì? Vương gia có tin thiếp thân không? Đào hoa chân thành nhìn hắn, nếu giao việc này cho thiếp thân làm, thiếp thân nhất định có thể nghe theo ý chí của vương gia, vừa có thể giúp vương gia khỏi bị khiển trách. Có thể có chuyện vẹn cả đôi đường như thế sao? Nam vương rất nghi hoặc, nhưng ánh mắt của Khương Thị trong veo rõ ràng, chắc sẽ không nham hiểm xảo quyệt như thẩm tại giã đâu nhỉ? Có thể tin được không? Thấy hắn do dự, đào hoa cũng không vội mà ngồi xuống bên cạnh yên lặng chờ đợi. Ánh mắt nhìn hắn trước sau đều luôn chiều mến. Nam Vương quả thực là một người đàn ông về mặt trách nhiệm, nhưng về mặt thủ đoạn thì vẫn là một đứa trẻ 16 tuổi trong sạch. Không phải hắn không hiểu, cũng không phải hắn không biết làm, chỉ là hắn không muốn mà thôi. Người như vậy trong mắt những người thông minh như thẩm tại dã là ngu xuẩn, nhưng trong mắt nàng lại rất quý giá những người luôn đi đường tắt và dẫm lên người khác để leo lên cuối cùng sẽ bị ngã. Ngốc một chút, bước đi thận trọng từng chút một cũng chẳng có gì là không tốt. Hắn vẫn còn một thời gian dài để từ từ trưởng thành, từ từ học cách dùng cương nghị chính khí chống lại những âm mưu đen tối. Tuy nhiên bây giờ, chưa đủ lông đủ cánh, vẫn còn non nớt ngây thơ, quả thật cũng cần có một người như thẩm tại giã ở bên cạnh che chở. Được, một lúc lâu sau, mục vô hạ mới mở miệng, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng nói, bổn vương nghe lời nàng, hy vọng kết quả cuối cùng của chuyện này sẽ không làm bổn vương thất vọng. Đa tạ vương ra, đào hoa mỉm cười, cung kính đứng lên hành lễ. Mục vô hạ khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, nếu không phải thân phận khác biệt, bổn vương thật muốn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Nàng trông rất giống tỷ tỷ của hắn, không phải là ngoại hình mà là khí chất trên người khiến hắn cảm thấy yên tâm và ấm áp. Đào hoa nghe vậy, trong lòng thoáng cảm động, cúi đầu nhìn hắn, có được ý nghĩ như vậy từ vương gia, thiếp thân cũng coi như mãn nguyện rồi. Thanh đài ở bên ngoài nghe mà khóe môi giật giật, thầm nghĩ dù gì hai người này đã từng có hôn ước, bây giờ lại làm tỉ muội một cách tự nhiên như thế. Không biết tướng gia mà nghe thấy thì sẽ có biểu cảm gì hai người thống nhất ý kiến đào hoa liền bảo thanh đài mời thẩm tại giã ra hai người đã nói gì thẩm tại giã hỏi đào hoa nháy mắt với mục vô hạ sau đó cười nói vương gia đồng ý rồi nói là chưa từng tới vườn rắn thật sao thẩm tại giã nhướng mày nhìn người đối diện mục vô hạ mím môi cục mắt gật đầu cứ làm như vậy đi được nhìn đào hoa xong thẩm tại dã đứng dậy vậy vi thần đi chuẩn bị đây. Nghe vậy, mục vô hạ vẫn có chút lo lắng nhìn Khương Thị. Dù sao cũng là phận đàn bà, có thể thao túng được chuyện của triều dã sao? Không thể, nhưng có thể chi phối thẩm tại dã Đào hoa tự tin nhìn hắn, nói bằng khẩu hình miệng, vương gia yên tâm. Mục vô hạ mím môi gật đầu, không nói thêm gì nữa, cúi chào thẩm tại giã rồi hồi phủ bằng lối cửa nhỏ hai người trong đình ngồi bất động thẩm tại giã mím môi trầm giọng hỏi sao nàng làm được hay vậy làm thần tử tất nhiên phải thuận theo tâm ý của chủ tử bằng không sao có thể được chủ tử công nhận đào hoa cười nói tướng gia trước giờ luôn không được lòng nam vương ngài chưa từng tự suy ngẫm hay sao thẩm tại giã im lặng y toàn làm chuyện đúng đắn thì tự suy ngẫm kiểu gì nam vương có tính nét này Y còn có thể cưỡng chế bắt thay đổi hay sao Có điều Y hơi nhau mắt lại Nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt Ai nói cho nàng biết Nam Vương là chủ tử của ta Nếu lời này truyền ra ngoài Nàng sẽ mất mạng đó Cho nên thiếp thân sẽ không truyền ra ngoài Mà chỉ nói trước mặt ra thôi Đào hoa cười Đôi mắt cong cong nhìn Y Ra luôn hiến kế và bảo vệ Nam Vương Nếu thiếp thân không nhìn ra ra đang làm gì chẳng phải là ngu ngốc lắm sao? Trong lòng chịu xuống, ánh mắt thầm tại dã tối sầm, ta bảo vệ ngài ấy cũng có thể chỉ vì ngài ấy còn nhỏ nên được ta yêu mến, không hẳn là ta muốn giúp đỡ ngài ấy. Vậy tại sao ra lại xưng thần trước mặt Nam Vương? Đào hoa nghiêng đầu, tinh nghịch nhìn y, nếu chỉ vì yêu mến, với thân phận tướng gia, tự xưng là thẩm mỗ, hoặc tại hạ, trước mặt Nam Vương cũng không có gì sai nhưng mỗi lần gặp nam vương ngài đều tự xưng là vi thần đường đường là thừa tướng mà đi xưng thần với một vị hoàng tử trẻ tuổi điều này cũng rất hiếm thấy trong tam quốc thẩm tại giã cứng người xa sầm mặt khương đào hoa nàng đang ép ta giết nàng nữ nhân thì cứ sống vui vẻ trong viện của mình không được sao biết nhiều như vậy để làm gì không 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 đào hoa vội vàng vẫy đuôi thiếp thân không phải tự tìm cái chết đâu. Điều thiếp thân muốn nói chỉ là ra không cần phải đề phòng thiếp thân, cho dù biết hết bí mật của hai người, thiếp thân cũng sẽ chỉ giúp ra và nam vương ra, sẽ không có mảy may ý định phản bội. Ánh mắt phán xét rơi xuống người nàng, thẩm tại dã cười nham hiểm, làm sao ta biết được. Ngài bị ngốc hà, Khương Đào Hoa kinh ngạc nhìn y, hiện nay tướng ra là người có thế lực nhất trong chiều, lại còn thâm tàng bất lộ gian manh xảo quyệt thiếp thân còn có thể vì ai mà phản bội ngài nữa không phải như vậy là tự tìm cái chết sao thẩm tại giã đúng là như thế thật nhưng chẳng phải nữ nhân chán sống này lại mới vòng vo mắng y hay sao khương đào hoa có thiếp thân nghe thấy gọi đầy đủ tên họ là biết vị gia này tức giận rồi đào hoa nhanh nhẹn nhảy vào lòng y vươn tay ôm lấy cổ người ta cười tươi như hoa Thiếp thân vừa hoàn thành lời căn dặn của gia, gia không định khen thưởng thiếp thân sao? Lại còn hung dữ như vậy? Khen thưởng? Thẩm tại dã giận quá hóa cười, nàng dám mắng ta mà còn muốn thưởng. Gia, ngài không thể hiểu lầm thiếp thân như vậy. Đào Hoa nhất thời cảm thấy tủi thân, miệng méo máu, mắt ngấn nước, thiếp thân đối với ngài tràn đầy sùng bái và tôn kính, sao có thể mắng ngài được? Có những lời chỉ là bột miệng nói ra ngài đại nhân đại lượng cũng không thể chỉ vì vài lời nói mà làm khó dễ con gái người ta chứ nghe mà xem từng câu từng chữ hoàn toàn chặn cứng họng y rồi nếu y còn so đo tính toán chẳng phải sẽ thật sự trở thành một người đàn ông keo kiệt gây khó dễ con gái người ta sao thẩm tại giã cười lạnh nhìn nàng ta rất muốn biết trong bụng nàng có bao nhiêu lời đường mật có thể giúp nàng tránh khỏi bao nhiêu tai họa ngồi lên đùi y Đào Hoa mỉm cười ngọt ngào, thiếp thân còn muốn ở bên gia đến thiên trường địa cửu cơ, không thể chết sớm được. Gia cũng phải châm trước, bao dung nhiều hơn chứ. Nói xong, chép miệng hôn lên môi Thẩm tại dã một cái. Động tác này nhanh đến mức Thẩm tại dã không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy môi mình mềm mại, hơi thở thơm mát lập tức bao trùm lấy. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta mau quay về chuẩn bị đi chắc ra cũng còn rất nhiều việc phải làm. Hôn xong liền muốn chạy, đào hoa tính toán rất chuẩn, đánh lén một cái, là đàn ông thì không nên so đo tính toán nữa. Tuy nhiên, nàng đã tính sai một điều, đó là thẩm tại giã không những là đàn ông mà còn là một người đàn ông mang tiếng hào sắc. Đưa tay ôm lấy eo nàng, thẩm tại giã hơi dùng sức liền kéo được nàng trở lại, cúi đầu nhìn nàng cười khẽ, chỉ vậy thôi liền muốn bỏ trốn à đào hoa ngây người, cảm giác được cả người y đang chậm rãi đè lên nàng, không khỏi rụt cổ lại, ra. Chẳng phải là không thích hôn sao? Đêm ở hợp phong vũ còn chê nàng bẩn mà. Nhìn ánh mắt đang đảo quanh, hơi thở xâm lược trên người thẩm tại giã vô cùng mạnh mẽ, há miệng ngậm lấy môi nàng, đè nghiến dây dưa. Trong lòng nóng bừng, đào hoa vô thức quay đầu đi, để lộ chiếc cổ trắng nõn, áo cũng bị nới lỏng trong lúc dẫy ruộng đừng cử động. Đưa tay giữ cầm nàng, thẩm tại giã cười nói, ra chỉ muốn ban thưởng cho nàng thôi, hãy thu mị thuật của nàng lại, ra không sập bẫy đâu. Lại bị phát hiện rồi. Khóe miệng đào hoa khẽ giật, có chút không cam lòng. Nếu biết sớm thì đã chăm chỉ học hỏi sư phụ nhiều hơn rồi, cũng không đến mức khoanh tay chịu trói khi gặp phải con rắn độc này. Môi lại bị ngậm lấy, đầu lưỡi của thẩm tại giã tiến vào, phóng túng không kiên rè trong lãnh địa của nàng. Đôi mắt sâu thẳm cụp xuống nhìn nàng, cực kỳ thâm tình. Đào hoa đờ đẫn, để mặc cho y đè người xuống hôn, nhưng ánh mắt lại không tài nào thoát ra được khỏi mắt y. Không lẽ thứ này cũng biết mỹ thuật sao? Nếu không sao lại đẹp như vậy? Không khí xung quanh trở nên mờ ám, thanh đài và chạm lư đều đi ẩn nấp, hai vị chủ tử này thì nán lại hôn nhau triền miên trong đình, khiến cho vầng trăng mới nhô lên cũng không khỏi ẩn mình trong mây. Thẩm tại giã cảm thấy, khương đào hoa quả thật là một báu vật, có thể cất kỹ, chỉ cần không để rơi vào tay người khác là mọi chuyện đều ổn. Khương đào hoa cảm thấy, thẩm tại giã nặng quá, nửa thân trên đè lên người nàng, khiến nàng gần như không thở được. Ra, tuy rằng sẽ rất mất hứng nhưng thiếp thân vẫn muốn nói. Nàng thở hổn hển, vẻ mặt như hoa đào đây là đình nghỉ mát, ngài định sùng hạnh thiếp thân ngay ở chỗ này sao? dừng động tác lại, thẩm tại dã không vui nhìn nàng, nàng đúng là làm mất hứng. nhưng nếu nàng không nói thì cũng có thể y sẽ thật sự không dừng lại. đưa tay bế nàng lên khỏi bàn, thẩm tại dã kéo váy áo của nàng lại, bế thẳng vào phòng bên cạnh. phần này đến đây là hết, mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn